các bạn đã trở lại với shop Kung Fu của Toàn. Thì hôm nay Toàn có đơn hàng đi Khánh Hòa, đó là một lò cát dùng sẵn và tặng kèm theo một cặp găng tay Avalanche để các bạn tập luyện boxing và kickboxing. Thì cái cặp cái chọn bộ này đang trong cái lúc khuyến mại là cuối năm này thì mình chỉ lấy là 650.000. Thì các bạn biết rồi đấy, thông tin của mình đã để sẵn rồi. Có khuyến mại 10 bao cát dồn sẵn 1 mét tặng kèm theo một cặp găng tay trị giá 200.000 theo nữa. Chọn gói này nó chỉ có là 650.000. Nếu mà bạn nào tới nhà mình lấy thì ok, nhưng mà những bạn nào ở xa như bạn ở Khánh Hòa này nữa thì mình phải ra cái điện ship. Thì giá của mình tra trên mạng ra đến nhu điện ship là mất khoảng 150.000 đến Khánh Hòa nha các bạn. Thì cái trọng lượng của bao cát này nó nằm ở 27 kg. Bao cát này thì dồn sẵn này là 27 kg và tặng kèm theo một cái cặp găng này nữa là gần 28 kg nha các bạn. Nó mất khoảng tầm 150.000 đến 160.000 tiền cước. Thì những bạn nào mà ở xa như vậy thì có cái đặc biệt đó là các bạn mua bao cát ấy, thì các bạn phải chuyển khoản trước cho mình thì mình mới gửi cho các bạn được, chứ mình không có ship, tức là không ship COD. Tức là khi các bạn nhận được hàng thì các bạn mới trả tiền, là mình không có nhận kiểu đó nha các bạn. Bởi vì lỡ các bạn mà không nhận tiền, tức là các bạn không chuyển tiền á, mình gửi cho các bạn, là trường hợp nếu mà gặp những người lừa mình á, là người ta cho địa chỉ giả hoặc là người ta không lấy hàng thì là mình sẽ bị mất tiền cước 150.000 trước, rồi chuyển về mất thêm 150.000, đấy là 300.000. Thành thử ra mình yêu cầu là những khách hàng nào ở xa thì sẽ chuyển tiền trước cho mình, ở gần thì không nói. Giống như ở trong Sài Gòn này mình sẽ vận chuyển được đến tận nhà nha các bạn, ở Bình Dương cũng vậy, hoặc Long An rồi Đồng Nai vậy, mình có thể vận chuyển được hết. Mà ở xa quá các tỉnh thì các bạn phải chuyển khoản trước rồi thì mình mới gửi bao cát và găng tay cho các bạn. Thì các bạn chuyển khoản đủ 650.000 thì mình sẽ gửi bao cát và găng tay cho các bạn. Cái đơn hàng này là đi Khánh Hòa thì các bạn biết ở đấy thì bao cát dồn sẵn 1 mét này là nó như vậy luôn. Đây, 2 dây xích nha các bạn. Đây mình có cái cân đồng hồ sẵn này, lát nữa mình để lên cân đồng hồ để cho các bạn xem nhé. Cân đồng hồ các bạn xem. Mình sẽ để vào đây cho các bạn xem nhé. Để kia là nó không có điện tử. Đây. Mình cho bạn xem kg nữa. Đây. Toàn bộ bao cát găng tay mình sẽ cho bạn xem kg của nó nhé. Đây, kg đồng hồ đây. Các bạn, ta, nó nằm ở hai bên kia là 20 này. Bạn thấy không? 20 này, gần 30, tức là 28 kg luôn rồi các bạn. 28 kg nhé các bạn. Đây là găng tay luôn đây. Găng tay Avalanche đây. Đấy, một cặp găng tay với bao cát 1 mét chỉ giá 650.000. Thì mua hàng thì cứ đặt hàng trực tiếp với Toàn, số điện thoại Toàn có để trên màn hình ấy nhé các bạn. Thì phương thức thanh toán thì ở xa thì chuyển khoản, ở gần thì mình sẽ vận chuyển tới tận nhà tận nơi thì mình mới nhận tiền sau cũng được. Bao cát này làm hoàn toàn bên trong hoàn toàn bằng vải khô cắt nhỏ dồn nhé. Các bạn biết đến 20 mấy, gần 30 kg vải mà nhét vào một bao cát như thế này, các bạn phải biết được là nó rất chi là chắc chắn và cứng ở bên trong, mới ép cứng ở bên trong thì mới được như vậy nhé các bạn. Nếu bình thường các bạn cũng bỏ khoảng tầm 10 hoặc 15 kg vải là vừa cái bao này, nhưng mà phải ép sao cho nó được khoảng tầm gần 30 kg thì nó bao này mới cứng được nhé. Nhìn vậy thôi nhưng mà đấm đá vào bên trong nó rất chi là cứng chắc. Bằng vải mà cứng chắc là các bạn phải hiểu đó là ép rất chi là nhiều vải vào.
Thì trên toàn quốc mình cũng có thể ship được kiểu này hết. Mình ship ở bưu điện, đó là Viettel Post nha các bạn. Hiện tại thì hàng ngày Tết các bạn biết đấy, rất nhiều người gửi nên hàng sẽ đến chậm. Nó có nằm ở khoảng 1 tuần sẽ mới đến được tay của các bạn nhé. Chứ bình thường nó khoảng tầm 5 đến 6 ngày. Mà khi mà ngày Tết thì nó nằm ở khoảng 1 tuần mới đến được các bạn. Và các bạn mà thắc mắc gì các bạn có thể xem ở dưới mô tả video. Có mô tả đường link vào Zalo, Facebook, website của mình đều có hết nhé các bạn. Và các bạn vui lòng truy cập vào website hoặc là Zalo, Facebook để nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình cũng được, trực tiếp với mình cũng được. Đặt hàng thì mình, theo mình thì cứ đặt hàng trực tiếp với mình cho nó chắc chắn và yên tâm nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.